Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào bản tin phong vẫn đưa cái thiệp mời và thông báo đó là trân trọng kính mời quý anh chị em nghệ sĩ vui lòng đến dự lễ dỗ tổ sân khấu truyền thống hàng năm tại Phượng Mai Studio. Chương trình sẽ được phát live trực tiếp trên channel của Phượng Mai Official ở YouTube ngày 7 tháng 9 năm 2022 lúc 7 giờ rưỡi tối, tức là ngày thứ tư tuần tới. À, và địa chỉ là 6395 đường Westminster Boulevard, thành phố Westminster. Anh chị em nghệ sĩ nào muốn trình diễn hát cúng tổn, vui lòng liên lạc với nghệ sĩ Lê Tính qua số điện thoại 714 510 ba ba để tiện sắp xếp chương trình và chương trình này sẽ được phát live trực tiếp trên channel của YouTube của Phượng Mai Official 7 giờ rưỡi tối ngày thứ tư tuần tuần này tức là ngày 7 tây tháng 9 mong là quý vị sẽ đón xem và đó là cái thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần đọc tin tức à, đầu tiên hết là phần tin quốc tế Lãnh đạo của Liên Hợp quốc cho biết là đã bổ nhiệm một cựu lãnh đạo của Kyrgyzstan, là, là lãnh đạo cái sứ mạng của Afghanistan. Bản tin từ Liên Hợp quốc cho biết là cựu tổng thống của Kyrgyzstan là Roja Otunbayeva đã được bổ nhiệm bởi uh, uh, Liên Hợp quốc, trở thành một đặc sứ của Liên Hợp quốc để giải quyết cơn khủng hoảng tại Afghanistan. Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres đã loan báo vào ngày thứ sáu, uh, Otun Bay uh, Java, là, là được xem là một người sẽ thay thế cho Deborah Lyon, một công dân của Canada, lãnh đạo cái sứ mạng chính trị của Liên Hợp Quốc ở tại Afghanistan, được biết với cái tên là Unama và bà sẽ thử, uh, là người chịu trách nhiệm cho vấn đề uh, điều hành các cái hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại quốc gia này dưới quyền lãnh đạo của Taliban. Ông Gutierrez cho biết là Oton Bayeva sẽ mang đến cái vị trí này với 35 kinh nghiệm là lãnh đạo chuyên nghiệp về ngoại giao, về các cuộc tiếp cận ở dân sự và kể cả việc mà phối hợp với cộng đồng quốc tế. Bà sẽ vốn là tổng thống của Kyrgyzstan từ năm 2010 tới năm 2011 à, và trong đó thì trước đó thì bà đã từng giữ vị trí là ngoại trưởng của quốc gia này, sau đó là phó thủ tướng trước khi trở thành người đứng đầu của chính quyền của Kyrgyzstan. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế trong khi đó thì hàng ngàn người đã đến viếng tang đối với là ông gorbachev tuy nhiên ông putin lại không có mặt tin từ moscow cho biết hàng ngàn người đã sắp hàng ngày thứ bảy để mà đến viếng thăm và tiễn biệt đối với nhà lãnh đạo của cựu liên bang Viết trước đây là mikhail gorbachev người đã có cuộc chiến dịch cải tổ và chấm dứt chiến tranh lạnh cũng như giải tán toàn bộ khối cộng sản tại đông âu à, tuy nhiên thì à, cái à, ngày mà mà mở cửa cho mọi người viếng tang ngày hôm nay không có mặt của ông Vladimir Putin, Điện Kremlin đã từ chối tuyên bố đây là một cái à, quốc tán à, sau khi mà có họ nói rằng có những sự tranh cãi trong cái huyền thoại của ông Gorbachev, người được xem là à, một lãnh đạo được à, được xem là à, tuyệt vời của thế giới, vĩ đại của thế giới. Tuy nhiên, ngay tại nước Nga đã có sự chia rẽ về cái à, hành động xóa bỏ chế độ cộng sản của ông trước đây ở Liên bang Xô Viết. Trong ngày thứ năm, ông à, Putin đã à, gửi một à, À, vòng, vòng hoa tới cho ông gorbachev ở tại trước cái quan tòa của, của ông ở tại cái uh, bệnh viện nơi mà ông đã qua đời điểm cambrin cho biết là cái uh, <laughs> lịch bận rộn của ông putin đã không cho phép ông ta có mặt trong cái uh, lễ uh, quốc ta, an táng này tuy nhiên lại không được cử hành quốc tán khi được hỏi là tà, tại sao mà có những cái bận rộn ngày thứ bảy thì điện cambrin cho biết rằng là À, ông tổng thống có hàng loạt các cuộc à, gặp gỡ và các cú điện thoại quốc tế cần phải chuẩn bị cho cái à, à, gọi là cái cuộc tập trận của nga mà dự tính là sẽ ông ta sẽ có mặt ở trong cuộc tập trận này ở khu vực cực đông của nước nga vào tuần tới đây được xem là một trong những cái à, lễ tang lớn và gây đầy tranh cãi của nước nga bởi vì có một số những người nga vẫn còn thần tượng chế độ cộng sản và chỉ tiếp cái việc mà dập giật sập toàn bộ hệ thống cộng sản của ông Gorbachev. Ông qua đời ở tuổi 91. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì công ty Gazprom của Nga vẫn tiếp tục tắt nguồn cung cấp khí đốt cho phía Đức. Công ty uh, Gazprom của Nga tiếp tục vẫn uh, duy trì việc cắt bỏ cái nguồn khí đốt của Đức thông qua ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline khiến cho cái bộ khẩn cấp về uh, năng lượng của Âu Châu đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Phía công ty này của Nga nói rằng họ cần phải à, đóng lại cái ống dẫn dầu Nord Stream Pipeline 1 vào ngày thứ tư và nói rằng mất 3 ngày để quản để mà có thể à, gọi là bảo trì cho cái ống dẫn dầu này. Tuy nhiên trên mạng xã hội ngày thứ sáu thì họ nói rằng việc bảo trì này vẫn chưa xong và việc mà đóng lại ống khí với dẫn khí đốt này vẫn tiếp tục diễn ra. Điều này diễn ra giữa lúc mà phía Âu Châu và kể cả khu vực của à, các quốc gia gọi là cường quốc của kinh tế thế giới là khối G7 đang có dự tính là sẽ áp đặt giá dầu khí và giá khí đốt dành cho nga. À, e ngại là sẽ thiếu cái nguồn khí đốt diễn ra mùa đông năm nay khiến cho cái Âu Châu trở nên chia rẽ hơn và đang đối diện với một cái tình trạng được xem là khó khăn trầm trọng. Phía Liên hiệp Âu Châu cần gia tăng nỗ lực để mà giảm đi cái nguồn và tiêu thụ về cái khí đốt của giới tiêu thụ và trong đó chính sách về năng lượng đã được đưa ra bởi cái tổ chức chiến lược nằm tại Brussels. Trong đó gần như là công ty Gazprom đã nắm hầu hết là 40% cái việc cung cấp nguồn khí đốt cho nhiều quốc gia tại Âu Châu và đây điều này đã khiến cho nhiều quốc gia lâm vào sự lúng túng ở tại Âu Châu trong cái uh, giai đoạn 3 ngày qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay Nga báo động là các viên chức của họ không có chiếu kháng để xuất hiện trong cái cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Tin từ Liên Hợp Quốc cho biết đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc đã ra lên tiếng báo động là trong còn 3 tuần lễ nữa là tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các lãnh đạo trên thế giới tại đây. Tuy nhiên thì 56 thành viên của Nga trong phái đoàn dẫn đầu bởi à, 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 Ngoại trưởng của Nga là ông Sergey Lavrov vẫn chưa nhận được chiếu kháng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vasily Nebazia, là đại sứ của nga tại liên quốc đã gửi lá thư cho tổng thư ký là antonio guterres ngày thứ sáu và lá thư này đã được nhìn thấy bởi hãng thông tấn av là nói rằng à, trong vòng à, vài tháng qua thì chính quyền và hoa kỳ đã có những cái cuộc đối đầu và từ chối không cho phép các phái đoàn của nga có mặt ở trong cái à, các phiên họp của giới chức liên quốc và trong đó thì à, đại sứ của nga lên tiếng và áp lực hoa kỳ à, quốc gia được xem là à, à, chủ trì cho cái phiên họp đại hội đồng liên quốc mỗi một năm ở trong đó đã không có cấp chiếu kháng cho các phái đoàn của nga và Nebenzia đã lên tiếng nói với ông guterres là cần phải có một cái lời cam kết của phía hoa kỳ khi mà vẫn tiếp tục duy trì cái việc cấp chiếu kháng cho các viên chức của nga đây được xem là một trong những cái phản ứng của nga ngay sau khi phía bộ ngoại giao hoa kỳ vẫn chần chừ và chưa cấp chiếu kháng cho bất kỳ một viên chức nào của Nga có mặt trong cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 21 kéo dài cho tới ngày 27 tới tháng 9 mỗi một năm. Và đây là phiên họp lớn của các lãnh đạo thế giới đều có mặt tại uh, Liên Hiệp Quốc ở New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, bước qua phần tin Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc lại tiếp tục yêu cầu Quốc hội cung cấp số tiền gần 12 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho Ukraine. Ông Tổng thống Joe Biden đã chính thức lên tiếng yêu cầu quốc hội cung cấp thêm gần 12 tỷ Mỹ Kim cho cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine, và trong đó gần như là số tiền mà Hoa Kỳ đã cam kết. Chính quyền này nói rằng họ muốn có một 11.7 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề hỗ trợ về an ninh và kinh tế mà à, sẽ được à, gửi tới Ukraine trong cái tài khoá của năm 2023. À, nó bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10 năm 2022. Tổng thống làm rất rõ ràng Hoa Kỳ giữ lời cam kết tiếp tục ủng hộ cho Ukraine bảo vệ chủ quyền của họ đó là lời phát biểu của người đứng đầu cái văn phòng giám sát về ngân sách của quốc gia là salanda doanh đã phát biểu trong ngày hai tây Nga vẫn tiếp tục đang có cái cuộc chiến tại Ukraine và trong đó thì phía của cái ngân sách này sẽ được đưa qua cho quốc hội để trình cho quốc hội và ông ta mong rằng số tiền 11.7 tỷ Mỹ Kim này sẽ được thông qua để hỗ trợ về kinh tế và kể cả với vấn đề an ninh cho Ukraine trong lúc mà người dân của Ukraine đang phải đi lánh đạn ở khắp nơi trong cuộc chiến này. Trước đó thì phía lưỡng đảng đã bỏ phiếu thông qua ngân sách 40 tỷ Mỹ Kim mặc dù... Không có thành viên của quốc hội nào đã đã đọc được tất cả những lời yêu cầu này. Trong đó thì đây là một cái điều mà tôi chưa biết được. Tuy nhiên tôi không thể bỏ phiếu cho một cái ngân sách trên 13 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine hay là trên 15 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề hỗ trợ cho các cái công ty về dược phẩm. Đó là lời phát biểu của dân biểu Thomas Massey thuộc đảng Cộng hòa tại Kentucky đã chỉ trích về cái ngân sách này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay công ty Samsung tuyên uh, tuyên bố rằng là đây là đã có một cái cuộc gọi là tiết lộ các cái dữ liệu của khách hàng lần thứ hai sau khi nó bị rỉ ra bên ngoài công ty sản xuất điện thoại cầm tay nổi tiếng của Samsung loan báo ngày thứ sáu dữ liệu của một số khách hàng đã bị uh, lấy đi uh, từ một cái nhóm thứ ba vào cuối tháng 7 một cách bất hợp pháp trong ngày 4 tháng 8 năm 2022 chúng tôi đã phát hiện và điều tra được là có một số dữ liệu cá nhân của khách hàng đã bị ảnh hưởng và chúng tôi đã có hành động để mà bảo vệ an toàn toàn bộ hệ thống về không gian mạng của chúng tôi với lại các cái thiết bị của chúng tôi chúng tôi muốn chắc chắn rằng các khách hàng sẽ không bị tác hại bởi cái số an sinh xã hội hay là cái hệ thống credit card của họ tuy nhiên trong một vài trường hợp thì nó đã ảnh hưởng cái có những cái tên những cái tiếp xúc và một số những cái uh, uh, nơi xác định cái vị trí của khách hàng bao gồm luôn cả ngày xanh tháng đẻ uh, đã bị tiết lộ và bỏ một nhóm uh, thuộc, uh, thuộc cái uh, tổ chức thứ ba đã lấy cắp đi tất cả những cái uh, thông tin này đây được xem là lần thứ hai trong vòng vài tháng qua công ty samsung đã bị, rò, uh, đã bị rỉ ra tất cả những cái uh, tiết lộ thông tin của khách hàng đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay việc mà dầu và xăng bị xì ra khiến cho phía của NASA đã phải trì hoãn lại việc bắn hỏa tiễn ngày hôm nay. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA trong ngày thứ bảy đã tiếp tục cái nỗ lực để có thể bắn cái hỏa tiễn lên không gian vũ trụ à, trở lại à, mặt trăng. Tuy nhiên thì à, nó đã bị à, trì hoãn bởi vì tình trạng bị à, rỉ cái à, năng lượng tức là cái xe cái xăng ra bên ngoài với hàng triệu người trên toàn cầu và hàng trăm ngàn người đang ở gần khu vực này đang chờ đợi cái à, việc mà bệ phóng hỏa tiễn SLS sẽ có thể bắn đưa hỏa tiễn lên không gian vũ trụ tuy nhiên thì à, phía NASA cho biết họ đang tìm cách ngăn chặn cái tình, tình trạng mà bị à, à, bị à, rỉ ra cái chất uh, chất lỏng của ở uh, trong cái uh, kho chứa uh, năng lượng của cái hỏa tiễn này khiến cho họ trì hoãn lại uh, hiện nay thì uh, cho tới giờ phút này thì họ đang sửa chữa và hy vọng sẽ bắn đúng thời điểm tức là 2 giờ 17 phút theo giờ của địa phương à, từ cái à, trạm không gian quốc tế Kennedy ở tại Florida và nó có thể sẽ bị à, trì hoãn khoảng 2 tiếng đồng hồ nếu như cần thiết đây à, lực lượng của chúng tôi và là toán làm việc của chúng tôi đã sẵn sàng tuy nhiên vẫn phải kiểm soát lại tất cả cái tình trạng gọi là an toàn khi phóng hỏa tiễn này lên trên không gian vũ trụ đó là bản tin liên quan tới tình hình của NASA ngày hôm nay và tòa bạch ốc lại lên tiếng binh vực cho việc mà thủy quân lục chiến đã xuất hiện trong cái phía sau bắt rào khi mà ông Joe có lời phát biểu và bác bỏ tất cả những cái lời đe nói rằng không trào maga là đe dọa quốc gia Chính quyền Joe Biden đã lên tiếng và đã bắt đầu tìm cách gọi là chữa lửa sau khi mà có những cái than phiền của giới truyền phong, truyền thông. Khi ông Joe Biden nói chuyện đã có hai binh sĩ thủy quân lục chiến đứng ở phía sau và trong lời phát biểu của ông ta, thì ông ta đã lên tiếng và quy chụp cho toàn bộ phong trào MAGA là phong trào cực đoan. Ngay sau đó thì ông Joe Biden ngày hôm qua cũng đã lên tiếng và đính chính nói rằng ông ta không hề nói những người ủng hộ cho ông Trump là cực đoan và đe dọa tới à, à, quốc gia. Và ngày cũng trong ngày hôm qua thì phát công viên tòa Bạch ốc là Karin Jean Pierre cũng đã lên tiếng và nói rằng những thành viên và binh sĩ đứng sau lưng tổng thống trong cái lời phát biểu là chuyện bình thường và không có gì gọi là à, biết điều tức là mới lạ bởi vì các đời tổng thống trước cũng đã có từng có những bài diễn văn và có lực lượng binh sĩ của Hoa Kỳ đứng phía sau trong đó thì à, Bà này lên tiếng và giải thích rằng là cái lời phát biểu của ông Joe Biden chỉ nhắm vào một số thành viên trong quốc hội thuộc phong trào MAGA là đe dọa tới quốc gia chứ không phải là nói toàn bộ những người ủng hộ cho cựu tổng thống Trump là phong trào MAGA là đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây là lời biện hộ sau khi mà ông Joe Biden đã có những lời phát biểu được xem là gây đầy chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ, đặc biệt là cuộc bầu cử năm 2020 trên 75 triệu phiếu đã bầu cho ông Trump và lời nói này có nghĩa là chụp mũ cho 75 triệu lá phiếu này là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và đe dọa tới quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay toàn bộ đều là thứ tham nhũng. Đó là một trong những lời khẳng định của cựu Tổng thống Trump và nói rằng cái việc mà chi phối cơ quan FBI bởi lực lượng chính trị ở Washington DC là một mối đe dọa tới quốc gia chỉ một ngày sau khi mà ông Joe Biden đã có một cái lời phát biểu chụp mũ cho phong trào MAGA, thì cựu tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng đã có những cái tên, những con quỷ của lưỡng đảng và kể cả của FBI đã lợi dụng quyền lực để tìm cách gọi là à, à, sửa chữa cho những lỗi lầm của ông Joe Biden. FBI hoàn toàn nằm trong tình trạng tham nhũng. Đó là lời khẳng định của cựu của Tổng thống Trump trên trang True Social của ông vào ngày thứ Bảy. Họ đã sử dụng quyền lực của họ để mà hỗ trợ cho ông Tổng thống đại dân chủ à, và trong đó trong ít nhất là hai cuộc bầu cử. Ông ông Trump đã so sánh cái việc lạm dụng quyền lực trong việc tấn công vào nhà riêng của ông ở Malago cùng với cái việc mà bắt đầu mở chiến dịch tấn công ông à, trong cái chiến dịch tranh cử năm 2016. Họ đặt gián điệp vào trong cái chiến dịch tranh cử của tôi, họ phá cửa nhà của tôi, sử dụng những cái thành phần được xem là thù ghét trong cực tả để mà à, chấp thuận cho việc lục xét nhà của tôi một cách vô lý đây là một những cái điều mà tôi cho rằng nó đã được còn và kiểm soát bởi những tên à, monster như là những tên quỷ ở trong cái à, guồng mái của lưỡng đảng và đây là thật sự mới là cái sự đe dọa tới nền dân chủ của đất nước này đó là lời phát biểu của cựu tổng thống trump đưa ra và đây à, được xem là Lời phát biểu của ông trong cái rally tour gọi là Step America Rally diễn ra tại Scranton ở Pennsylvania và đây được xem là cuộc rally đầu tiên của cựu Tổng thống Trump kể từ khi nhà của ông bị đột kích ở tại mar Đó là bản tin liên quan tới tình hình của cựu Tổng thống Trump. Họ tìm cách ám sát tôi thông qua cảnh sát. Đó là lời cáo buộc của ông Steve Bannon đối với lại chính quyền của Joe Biden. Sau khi mà có những kẻ được xem là thù ghét lực lượng cánh hữu đã đưa điện thoại giả báo cho cảnh sát của DC biết và cả cảnh sát của dc đã xông vào nhà riêng của ông steve bannon cựu cố vấn của cựu tổng thống trump cựu cố vấn của tòa bạch ốc là ông steve bannon đã lên tiếng cáo buộc chính quyền của joe biden đã cố tình tạo ra thù hận khi mà để cho cảnh sát xông vào nhà của ông ở tại washington dc và với một cái báo cáo là có đổ súng hay có người đàn ông cầm súng trong đây và việc này đã diễn ra chỉ một ngày để thời gian ngắn trước khi mà ông joe biden có một bài diễn văn và tấn công vào phong trào maga của đảng cộng hòa các binh sĩ cứu hỏa và cảnh sát đã xông vào nhà của ông Steve Bannon vào ngày 1 tây à, nơi ông đang có cái phòng broadcast là World Room Radio. Và trong đó thì à, phía của cảnh sát của DC cho biết là họ không tìm thấy một cái gì và sau đó họ đã bỏ đi. Và điều này là lần thứ hai, ông Steve Bannon đã trở thành nạn nhân của cái vụ sách nhiễu bằng cách là gọi điện thoại khẩn cấp và nói rằng là có cái à, tình trạng cầm súng vũ khí trong nhà của ông khiến cho cảnh sát xông tới. Đây là điều mà họ muốn họ muốn sử dụng cảnh sát để bắn tôi và giết tôi là năm nay 68 tuổi ông Steve Bannon đã nói gì trên khi mà ông được phỏng vấn và nói rằng đây là lần thứ hai rất là nguy hiểm họ tìm cách ám sát tôi một cách hợp pháp là khi cảnh sát xông vào và nếu như trong nhà tôi ai đó có vũ khí cảnh sát sẽ nổ súng và bắn chết tôi và lúc đó quý vị chuyện gì xảy ra đó là lời phát biểu của ông Steve Bannon cho biết là đám cực tả đã sử dụng một cái kỹ thuật mới là dùng cú điện thoại khẩn cấp để gọi cho cảnh sát và nói rằng trong nhà của steve bannon là có kẻ đang cầm vũ khí nguy hiểm điều này sẽ khiến cho cảnh sát sẽ bất ngờ nổ súng vào nhà của steve bannon nếu như chuyện này xảy ra và cuối cùng thì sẽ bắn ông steve bannon đây đây là các ý của những kẻ cực tả đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát về cái cú điện thoại gọi là emergency. Trước đó thì đã từng xảy ra đối với lại bà nhân biểu gọi là Marjorie Tyler Green ở cửa nhà của bà vào sáng ngày buổi buổi sáng 2 giờ và 2 ngày trước đó, họ cũng làm một chuyện tương tự đối với lại các thành viên của đảng cộng hòa thuộc phong trào maga ở tại quốc hội hoa kỳ đây được xem là những chiêu trò mới của lực lượng lực 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 cực tả là sử dụng cảnh sát và truy hô là trong nhà có súng để cảnh sát có thể nổ súng và, và xông vào nhà Lúc đó thì nạn nhân sẽ bị chết và lúc đó quý vị, mọi việc sẽ được à, à, làm âm à mỹ. Đây là cái ý của những nhóm gọi là cực tả đang dùng cái chiêu trò này để mà tấn công các thành viên à, thuộc nhóm cánh hữu và thuộc à, những người bảo thủ hay là phong trào maga ở tại quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, đất à, đã có một số những chiếc máy bay và gián điệp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động trên biển Đông giữa lúc mà PLA đang có cuộc tập trận tại Đài Loan. Bản tin mới nhất từ ở tại Biển Đông cho biết là các giám sát cơ của Hoa Kỳ đã có mặt ở khu vực ở Biển Đông nơi được xem là có nhiều tranh chấp lần thứ ba vào tháng 8 giữa lúc mà Đài Loan đang đối diện với cuộc tập trận uy hiếp của Bắc Kinh theo tường trình cho biết. Trên Twitter đưa vào ngày thứ sáu thì một chiến lược gia về biển Đông và của Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng à, các cái chiếc giám sát cơ của Hoa Kỳ đã có 46 lần bay vào biển Đông trong tháng 8 và nó giảm đi sau so, so với tháng 7 là 67 lần. Các chiếc máy bay này đã có mặt ở tại biển Đông trong lúc mà phía Trung Quốc đang có cuộc tập trận tại à, khu vực eo biển Đài Loan nơi mà họ đã đe dọa tới cái à, chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi và giữa lúc mà đang có cái à, chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ là chiếc USS Benford cùng với chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là chiếc uh, Ronald Reagan ở gần khu vực ở Bashi Channel. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ Tổ chức Chiến lược Trung Quốc cho biết là cái số lượng mà các giám sát cơ của Hoa Kỳ hoạt động trong tháng 8 đã giảm đi trong tháng 7 ngay trên khu vực Biển Đông. Đó là một trong những cái bản tin mà từ phía Biển Đông đưa ra. Cùng một lượt thì các nhà khoa học lên tiếng cảnh cáo về tình trạng cá tuna đang bị đe dọa trên biển Đông và cần có một cái gọi là một cái chiến lược để đối phó với chuyện này. Các nhà lập pháp và giới khoa học gia ở ít nhất là năm quốc gia tại Á châu đã kêu gọi là sự hợp tác về ngư nghiệp ở trên cái khu vực tranh chấp trên biển Đông, nơi mà nói rằng là cái tình trạng mà các cái loài cá hoạt động ở khu vực này đang gặp nguy hiểm. Một nhóm các chuyên gia từ và khoa học gia từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia Philippines và kể cả Cộng sản Việt Nam cho biết là bản báo cáo cho biết tình trạng mà cá tuna đang bị nằm dưới tình trạng đe dọa nguy hiểm bởi tình trạng đánh bắt cá một cách vô tội vạ tại đây. Đây là một trong những lời cảnh báo mới nhất của phía các khoa học gia đưa ra giữa lúc mà Trung Quốc đã đưa hàng ngàn tàu cá của họ xuống Biển Đông để mà đánh bắt cá tại đây và lớn áp qua các cái vùng biển của các quốc gia lân cận. Tuy nhiên thì việc này vẫn đang gặp trở ngại bởi vì Trung Quốc vẫn lên tiếng và cho rằng chủ quyền biển Đông là thuộc về Trung Quốc. Điều này đã dẫn tới việc mà gọi là có sự xung đột giữa các nhà khoa học gia của các quốc gia. Giữa lúc mà các nhà khoa học cảnh báo rằng tình trạng cá tuna ở khu vực này có thể biến mất sau khi có những hoạt động được xem là ngư nghiệp một cách gọi là vô tội vạ và hỗn loạn ở trên biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay thủ tướng của đài loan lên tiếng khẳng định việc bắn rớt cái tròn của trung quốc khi mà bay trên không phận thuộc chủ quyền của đài loan là điều cần thiết và chính đáng sau khi mà đài loan đã bắn rớt một cái tròn của trung quốc trên khu vực đảo kim môn nằm sát cái thềm lục địa của trung quốc thì thủ tướng của đài loan là su sen chan đã lên tiếng ngày thứ sáu và khẳng định rằng đây là hành động chính đáng khi mà có những chiếc drone uh, hay là những cái vật thể mà gọi là đe dọa tới cái không phận của Đài Loan. Lần đầu tiên, lực lượng quân sự của Đài Loan đã bắn rớt chiếc drone uh, dân sự này khi mà nó xâm uh, xâm nhập vào cái không phận của Đài Loan trên cái đảo Kim Môn gần Hạ Môn vào ngày thứ năm và sau đó thì chính quyền Đài Loan cho biết họ sẽ tiếp tục cứng rắn đối với những cái hành động gọi là xâm nhập không phận của họ và trong đó thì ông Su đã nói với các thông tín viên là Đài Loan giành quyền để bảo vệ cho không phận của họ trước những cái hành động được xem là à, gọi là xâm phạm các cái không phận và chúng tôi đã có những hành động chính đáng và chúng tôi có quyền tự vệ để bắn rơi những cái gì mà nó không được phép bay vào trong là vùng lãnh thổ của chúng tôi đây là lời phát biểu của ông thủ tướng của Đài Loan đã đưa ra ngay sau khi mà có cái tin là binh sĩ Đài Loan đã bắn rớt một chiếc tròn và hiện nay thì vẫn chưa biết phản ứng của phía Trung Quốc như thế nào đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc cùng một lượt trong ngày hôm nay Đài Loan báo cáo lại có thêm 4 chiếc tàu chiếc máy bay chiếc máy bay quân sự và 5 chiếc tàu chiến của Trung Quốc vẫn vây xung quanh đảo quốc Đài Loan. Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết là họ đã phát hiện ít nhất là bốn chiếc máy bay và 5 chiếc tàu chiến của Trung Quốc vẫn xung quanh đảo quốc Đài Loan vào ngày thứ Bảy. Hai chiếc j 10 à, là tác chiến và ít nhất là đã băng ngang qua cái lằn ranh đỏ ở trên eo biển Đài Loan ở phía Nam theo tường trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết và Đài Loan đã sử dụng các cái hệ thống à, tàu chiến của mình, các cái hệ thống phòng không cũng như là hệ thống radar để trục xuất những chiếc này ra. Bên cạnh đó thì à, việc này diễn ra giữa lúc mà phía chính quyền của Joe Biden đã loan báo là sẽ bán thêm 1.17 tỷ kim vũ khí cho Đài Loan, à, trong đó bao gồm luôn cả những cái à, hỏa tiễn gọi là Harpoon anti ship tức là chống lại à, tàu chiến và cùng với một số những cái à, hỏa tiễn tầm xa khác. Đây được xem là một trong những cuộc xâm nhập, nhập vùng nhận dạng phòng công mới nhất của Trung Quốc đối với Đài, Đài Loan. Trong khi đó, tòa đại sứ cộng sản Trung Quốc tại Đài Loan tại à, Washington thì đã lên tiếng và nói rằng sẽ có những thái độ cứng rắn hơn nếu Hoa Kỳ vẫn không rút lại cái thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan. À, Giữa lúc mà phía Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn khẳng định là sẽ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề an ninh an ninh ở trên khu vực eo biển Đài Loan và cuối cùng cũng liên quan tới Đài Loan, Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan đã viếng thăm Nhật Bản để thảo luận về việc sản xuất uh, semiconductor và các loại xe điện. Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan là bà Wen Mei Hua đã viếng thăm Nhật Bản để thảo luận việc học tác trong việc mà sản xuất các cái chất bán dẫn và các loại xe điện cũng như là sản xuất tất cả những cái thiết bị điện mà có là gọi là zero emission hay zero carbon emission tức là không có thải ra chất thải ở ngoài bầu không khí trong chuyến này đi từ ngày 28 cho tới ngày thứ bảy thì bà Quang đã ký một hàng loạt những cái bản ghi nhớ hợp tác với lại thành phố Kumamoto trong đó bao gồm luôn việc nguồn cung cấp về các cái chất bán dẫn cũng như là hỗ trợ cho cái kỹ nghệ sản xuất xe của nhật bản trong đó thì bao gồm luôn các công ty đã đến đến họp với bà là những công ty nổi tiếng trên toàn cầu gồm có công ty canon công ty nec panasonic và công ty uh, về điện là jura cùng với lại uh, công ty về hóa chất là mitsui bà cho biết rằng là các công ty này sẽ nằm trong một cái uh, liên hợp với lại uh, phía Đài Loan với số tiền đầu tư lên tới 920.33 triệu Mỹ Kim ở tại khu vực của Đài Loan và để phát triển tất cả những cái cần thiết cho Đài Loan bao gồm luôn cả một cái việc và sản xuất về bao nhựa của Đài Loan. Đây được xem là cuộc hợp tác mới nhất của Đại Nhật Bản và Đài Loan giữa lúc mà cái nguồn cung cấp về Conductor đang bị thiếu hụt trên toàn cầu. Đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Cảm ơn sự theo dõi của khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.